Tiếp tục chương trình với chuyên mục đi tìm thực phẩm sạch tuần này. Lâu nay thì các vấn đề liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được người tiêu dùng hết sức quan tâm. Tuy nhiên lại có một thực tế là nhiều người chỉ đang tìm những địa chỉ bán thịt sạch, rau sạch mà chưa nghĩ nhiều đến việc là phải mua gạo sạch. Trong khi đó thì các loại gạo kém chất lượng, sử dụng hương liệu tạo mùi hay là hóa chất bảo quản chống muối mọt đang được bày bán tràn lan trên thị trường. Xuất phát từ thực trạng này, công ty giống cây trồng Trung ương đã phát triển thương hiệu gạo tươi sạch với tiêu chí 4.0. Các tiêu chí này được kiểm định như thế nào? Sản phẩm gạo có thực sự an toàn hay không? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Xưởng chế biến và đóng gói gạo của công ty giống cây trồng Trung ương. Với hệ thống này, lúa nguyên liệu sẽ phải trải qua các khâu như sàng đá, sắt trắng, đánh bóng, phân tách màu. Sau đó gạo thành phẩm sẽ được chuyển đến tay người tiêu dùng trong tối đa 10 ngày để đảm bảo tiêu chí tươi. Ngay khi bắt đầu chọn lọc giống, tôi đã chọn lọc và giữ lại toàn bộ những gen thơm, gen quý của hạt gạo, của cái giống đó để đang tiến hành sản xuất. Và trong quá trình sản xuất thì như chị biết là công ty chúng tôi là hoàn toàn từ cái khâu giống đến cái khâu hạt gạo cuối cùng là chỉ do công ty chúng tôi giám sát và thực hiện nó, không qua bất kỳ khâu trung gian. Cùng với hệ thống xay sát này, lúa nguyên liệu sẽ được chế biến thành những loại gạo có những tác dụng khác nhau đối với sức khỏe. Và tất cả những sản phẩm này đều phải đảm bảo 4 tiêu chí: không tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, không hương thơm nhân tạo, không chất tạo màu và không chất bảo quản. Chúng tôi đang có hai cái sản phẩm rất là tốt, đó là cái gạo thơm R&T, thứ hai là gạo chân châu hương và gạo Nhật. Thì đấy là những cái sản phẩm cho người tiêu dùng. Thế còn ngoài ra nữa thì chúng tôi có sản phẩm gạo thực phẩm chức năng như là gạo phúc thọ đen và gạo phúc thọ rồng, phúc thọ đỏ. Bắt đầu từ năm 2014, gạo sạch Vinasit được đưa vào tiêu thụ trên thị trường với giống lúa RVT. Giống lúa này được các chuyên gia nông nghiệp trong và ngoài nước đánh giá là tốt nhất thị trường hiện nay theo xu hướng giống phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu. Thơm RVT này được là một trong 4 giống để được Bộ Nông nghiệp xây dựng cái thương hiệu gạo quốc gia từ năm 2016 đến 2020. Thì còn cái gạo, các cái gạo như là gạo đen và gạo phúc thọ đen và phúc đỏ thì sẽ phục vụ cho những nhu cầu của người ăn kiêng. Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu gạo lớn trên thế giới. Và để nâng cao hơn nữa về chất lượng cho thương hiệu gạo Việt thì việc áp dụng quy trình trồng sạch cùng hệ thống máy móc hiện đại là việc không chỉ của công ty giống cây trồng Trung ương mà nhiều doanh nghiệp khác nên làm.